Câu nghe em. Ừ, ra đây nè con, ra cổng dây điện đậu á. À, chết nè. Con này chết nè. Mắc luôn bây giờ. Thấy không? Rồi vô nó cái mắt luôn. Tàu lá dừa gì vậy? Rồi thấy rồi. Má nghe cái nghe cái kẻ luôn ác thì về chuyện con quay lại rồi gớt con nghe anh em còn đây nữa con cu nghe anh em ôm vô lụm. Ông cô anh em ơi, con đầu tiên của mình luôn. Bữa nay mình đi vòng vòng anh em mấy ông anh ở sớm mà anh em ơi, đi vòng vòng kiếm gì bắn làm clip cho anh em xem. Rồi tiếp tục nghe anh em. Anh em một con cu anh em. Còn cu nữa anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rớt cu nha anh em. Còn cu nữa nha anh em. Hết sọt anh em ơi. Sao mà bị thổi. Rồi con nữa nha anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Ngày táo gớm cù anh em. À, đó con còn nữa đây còn đó con còn hai con mà thấy con còn. Gớt con dưới đây cho lụm chứ hả? Tiêu luôn trời. Mới gớt đây cũng tiêu trời. Kìa. Rút ngoài sông anh em ơi. Để mình thiều vô lụm nữa nha anh em. Rồi con đấy anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Trúng viên rồi đó.
Má ăn duyên rồi. Nghe nổ không? Tu hú. Rớt tụi hú anh em ơi. Rồi, zombie luôn rồi. Chúng cứ bóc cái xạ xuống đây mà chạy. Mắc luôn rồi. Thấy xạ cắm xuống luôn à. Tiêu luôn trời. Ồ mắc luôn anh em ơi. Trời thấy xà cắm xuống luôn rồi trời. Gán gượng bay quanh kia luôn anh em ơi. Rồi chú Hảo ơi, bắn trúng, bắn chết mình đẹp anh em. Bắn trúng mình kiếm đây. Rồi chú Hảo lội luôn rồi anh em ơi. Cá vừa chạy ngay ở trên này bay qua bên bụi trúc bên đó, tôi bắn một cá dính vào bụi trúc đó, đó đó, dầm thấy đó. Ờ. Rồi chết rồi. Để đầu luôn. Ơi ơi còn còn. Hả? Chết rồi, chết rồi. Rồi chết rồi. Xuống rồi, xuống rồi. Rồi rồi. Ngay đầu con nó ngay đầu. Con nó bắn ngay đầu luôn. Rồi chú Hảo qua lụm bìm bẹp nha anh em. Nay cho ông già lỗi xong quá. Nực quá chịu không nổi xuống sông tắm luôn. Cụ chịu nhóc chiều năm qua. Đó, đứng ra quay ra được cái siêu hỏng rồi. Ừ. Còn biết cái dục cái gì. Bọn tỉnh đây chạy nó cười chứ. Hết tỉnh rồi, cái đầu rớt nước rồi hết tỉnh. Còn nó ngay đầu. Dễ dễ cái đó là đầu với cổ á. Đầu hay cổ? Với ngay cổ rồi. Rồi đứng bảnh vô ra coi. Ừ. Rồi đừng con nha anh em. Ngay cổ. Nó là ngay cổ. Giật 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 mù đầu với cổ. Rồi cù nhóc chừng nó không qua trời. Cái mà gục luôn á. Cái đầu. Đầu không? Đầu. Rồi, đừng con anh em ơi. Hay qua đó giờ nó vừa đắp vô. Đấy. Thấy điện rồi nó rồi cứ hở vô hàng khủng như vậy. Rồi, tụi con anh em ơi. Rồi, tiếp tục nha anh em. Thank you.
cò hay nè. Chưa chưa còn, từ từ thôi. Anh em phải trắng anh em ơi, còn anh em quá đã anh em ơi, nên sang cầm em lại em bắn cái con sen ốc cái gì vậy trời, thấy con sen ốc gì giống sen ốc gì ở đâu vậy. Rồi đừng con đó anh em ơi. Rồi tiếp tục nha anh em. Quá đã. Rồi anh em ơi, bữa nay mình với chú Hở với anh Sang đi săn vòng vòng nhà buổi chiều anh em. Đi cũng đâu 1-2 tiếng đồng hồ vậy. Rồi anh Sang về trước rồi. Rồi bữa nay mấy chú cháu mình bắn được như vậy nè. Một con cò trắng, 3 con cu mini với con miền biệt. Được mấy con cu mini nữa. Ở đây chú Hở nha nè. Rồi anh em xem clip có hay cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi hẹn gặp lại anh em clip sau nha. Tạm biệt anh em.